Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đức Trọng tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền luật lâm nghiệp và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các trường học trên địa bàn. Tại trường trung học cơ sở Xây An huyện Đức Trọng, thông qua tài liệu biên soạn của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng, các em học sinh nơi đây đã được các thầy cô cung cấp một số nội dung cơ bản về vai trò lợi ích của rừng, tuyên truyền các chính sách cơ bản về luật lâm nghiệp, hiệu quả từ việc chi trả dịch vụ môi trường rừng. Chương trình được tổ chức với mục đích tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh, đồng thời lan tỏa tới gia đình cộng đồng nơi các em sinh sống về ý nghĩa trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường sinh thái, qua đó góp phần thực hiện tốt việc chi trả dịch vụ môi trường rừng. Qua hội thi vẽ tranh chúng em bảo vệ rừng thì được bên quỹ bảo vệ rừng đã hỗ trợ về chi thưởng cho các bạn học sinh tham gia thi vẽ tranh cũng như là thi tìm hiểu về luật bảo vệ rừng. Thì bên nhà trường đã tổ chức và trao giải thưởng cho các em đạt giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích. Và bên cạnh đó là trao ba lô, cặp sách và mũ và vở. Các nội dung tuyên truyền cấp phát tờ rơi đã được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng chuyển tới các trường với nội dung phù hợp, cô đọng, dễ nhớ, dễ hiểu, hình ảnh minh họa phong phú. Các thầy cô đã truyền đạt tới các em bằng nhiều hình thức qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa hoặc chào cờ đầu tuần. Qua việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm cuộc thi vẽ tranh, ngoài việc được nhận quà, còn giúp các em nhận thức và hiểu biết về trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường sinh thái. Em vẽ ý tưởng đó của em muốn tuyên truyền về và phòng chống nạn phá rừng, việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên quá mức, cây cũng tặng ngày mùa tăng lên trên thế giới và làm suy giảm cạn kiệt về nguồn lợi và ảnh hưởng không nhỏ đến con người. Qua đó em muốn tuyên truyền về trồng rừng và tái tạo lại môi trường sống cho nhiều loài động vật. Sau khi nghe nhà trường tuyên truyền thì em thấy là rừng có vai trò vô cùng quan trọng đối với chúng ta, nên là một học sinh thì mình nên làm những việc có thể để bảo vệ rừng, như là không xả rác bừa bãi, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ rừng. Trong năm 2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng cho các học sinh trường trung học cơ sở ở 12 trường học trên địa bàn thông qua các buổi tuyên truyền ngoại khóa. Không chỉ giúp các em hiểu được vai trò lợi ích to lớn của rừng mang lại đối với cuộc sống, mà còn từng bước khơi dậy tình yêu thiên nhiên gắn liền với trách nhiệm bảo vệ rừng của mỗi công dân. Chăm sóc bảo vệ rừng bền vững, các em cũng được hưởng lợi từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng đem lại, từ đó góp phần tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, đồng hành cùng các em đến trường.